Tao nói thật với lão đại đi, cậu có quan hệ gì với nó? Đàn ông yêu đàn ông sao? Cuộc chiến gia tộc. Nếu lòng dạ của những người trong thương hội Ngũ Long quá hẹp hòi thì em cũng không muốn ở lại nữa. Rạn nứt tình thâm. Mọi chuyện ra nông nổi này cũng tại anh hết. Tại bí mật của anh mà tôi phải chết như vậy đó nhãn. Đồ hay là đồ ăn cũ, là người đồng tính. Tình yêu bị ngăn cấm. Cho dù cậu có trách mẹ là ích kỷ hay thế nào đi nữa thì mẹ cũng nhất định phải che giấu không cho người khác biết con người thật của con. Thoát khỏi vòng độc liệu có thể. A Thiên có bí mật gì ghê gớm tới mức làm lung lay vị trí người đứng đầu dòng họ sao? Đón xem Mộng Hồ Điệp lúc 20 giờ thứ hai đến thứ bảy, bắt đầu từ 14 tháng 8 2023 trên Today TV.